là một món hàng ngon lành đây. Sao? Các bạn thấy nơi này như thế nào? Dạ đẹp quá anh ơi. Lại sang trọng nữa. Lần đầu tiên tụi em được đến những nơi như thế này. Nơi này chỉ là một căn chòi nhỏ thôi. Còn những nơi khác sang trọng hơn, đẳng cấp hơn. Đây là anh em cạc của tôi. Giới thiệu các bạn, giám đốc sản xuất âm nhạc Trần Hùng là tôi. Tôi đã xem các bạn thể hiện bài hát Duyên Phận. Và tôi tóm gọn lại đúng một câu: xuất sắc. Các bạn là những cô gái tài năng. Nhưng mà tài năng của các bạn á, phải được bồi dưỡng, phải được rèn luyện thì tài năng nó mới phát triển lên được. Các bạn đều có ước mơ đúng không? Em muốn được làm ca sĩ. Em muốn được đứng trên sân khấu. Em muốn được hát cho mọi người nghe. Ôi, những ước mơ thật trong trẻo, thật đáng yêu. Đó chính là lý do tôi mời các bạn đến đây. Và tôi sẽ biến ước mơ của các bạn trở thành sự thật. Đây là hợp đồng trở thành ca sĩ độc quyền của Chahu Entertainment. Khi các bạn ký vào đây rồi, các bạn sẽ trở thành ca sĩ được lăng xê. Các bạn sẽ được hát, được tỏa sáng, được nổi tiếng. Ký vào đi. Còn rất nhiều những điều đặc biệt đang chờ đón các bạn ở phía trước. Tính tạo phản hả? Anh ơi, đi vô tiếp khách. Đứa má tụi em làm vậy. Tụi bay đâu? Bắt mấy đứa này lại cho tao. Anh Quân ơi, cái phần melody mình thay đổi tiết tấu nó một xí được không? Anh thấy cũng hợp lý. Anh nghe em cảm thấy nó bị chậm chậm làm sao á. Em cũng thấy vậy á. Mọi người ơi, có thể bàn về chuyện khác được không? Sao á? Cả ngày hôm nay bàn về nhạc rồi. Vậy đi ăn nha. Đi ăn lẩu. Em có sao không? Cứu em. Ủa? Sao vậy? Ơi, cứu tụi em. Có người đổ thêm tụi em. Bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Nói rõ nghe. Bắt nó lại. Cứu tụi em đi. Tôi không muốn đổ thêm. Alo, em nghe đại ca ơi, em bị mất dấu tụi nó rồi. Nếu không đem được ba đứa đó về đây, tụi bay đừng quay về đây gặp mặt tao nữa, nghe chưa? Đi đi. Hóa ra là vậy. Tụi em bị lừa rồi. Thường những cái loại người như hắn sẽ tìm những cô gái ở dưới quê mới lên, chưa có biết gì còn non nớt, giống như là tụi em vậy đó. Tại sao con người lại thích lừa lọc nhau như vậy chứ? Cuộc sống mà em, con người vốn tính đã tha lâm như thế rồi. Nhưng gặp may là bọn em vẫn được mọi người cứu. Bọn em cảm ơn mọi người rất nhiều. Có gì đâu, có bánh với nước kìa, tự nhiên đi. Ăn miếng đi. Ăn nha. Nhưng mà cái nhà này đẹp quá à. Mình đã phải tâm tiện tiết kiệm một năm rồi mới mua được căn nhà này đó. Giỏi lắm, tiết kiệm cả năm trời. Nhưng mà còn mượn ba mẹ 2 tỷ đó để mua căn nhà này. Đã sinh ra ở vạch đích thời thì đáng phải chịu thôi. Ủa, em biết chơi guitar hả? Dạ. Đánh thử cái bài chơi nè. Em có hay mùa thu bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao
trái tim vươn màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Hình như là các em là nhóm nhạc nữ, ba chị em mà hát bài Duyên Phận đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có xem người em hả? Ồ, mình có biết bạn này nè, bạn này hát lời hay lắm luôn đó. Em không nghĩ là chuyện hát lại khó khăn đến như vậy á. Em chỉ muốn được hát cho mọi người nghe thôi. Bây giờ các bạn tính làm gì? Chắc là bọn em sẽ về quê thôi, tại vì ở đây thì bọn em cũng đâu biết làm gì đâu. Hay là tụi em tham gia với tụi chị không? Tụi chị đang làm ban nhạc độc lập đó, có tên là Planet. Chị là Nunu. Còn mình là Lizzie. À, còn anh là Quân, quản lý của hai đứa. Nhóm nhạc của tụi chị thì hiện tại chỉ là hoạt động trong sinh viên thôi. Nhưng mà tại vì tụi chị nhìn thấy thương tụi em á, tụi em có một điểm tương đồng với tụi chị là thực sự là tụi chị rất là đam mê với âm nhạc. Nên là Plan A có nhiều vị trí lắm, các em có muốn tham gia chung không? Em muốn tham gia. Em cũng muốn. Em cũng muốn được chơi guitar cho nhóm. Được luôn, chuyện nhỏ. Vậy thì mọi người quyết định tham gia nha. Ok, vậy ngày mai mình sẽ bắt đầu luyện tập. Dòng casting cho Ohio sắp bắt đầu rồi đó. Ủa? Ohio? Ohio là một dự án của công ty VG Entertainment. Họ sẽ lựa chọn những cô gái thứ nhất là tự tin nè, đầy tài năng nữa, nên là hơi khó đó. Đó có phải là công ty quản lý của anh Minh Khôi không? Cái anh mà được cộng đồng mạng chú ý trong thời gian vừa rồi á. Minh Khôi chính là một tượng đài của VG đó em. Ủa, vậy nếu được tham gia thì bọn mình sẽ trở thành người một nhà chung với anh đó phải không mấy chị? Đúng rồi đó. Chính vì thế mà chúng mình đang cố gắng tập luyện hết sức để có thể vượt qua mặt casting. Và bây giờ chúng mình cùng vỗ tay cho ba thành viên mới nào. Thoát ra đi thôi, bước đi theo tôi, ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng. Hãy đi theo tôi, theo những bước chân to the left, to the right, chẳng cần đúng hay sai. Chạy lên nào, đừng ngại ngùng, bước đi theo tôi, ta vui hết đêm dài. Hey, listen to me, cuộc đời dài hai ngàn đâu còn có ích chi. Làm những gì ta thích, làm những gì ta vui, chẳng nghĩ điều gì, quẳng em lo mà sống thôi. Hey. Put your hands up, ta cũng phía theo điệu nhạc. Put your hands up, ta cũng say sưa nhịp nhàng. Điều ước của tôi đừng ngân vang tiếng hát vào trái tim đêm nay, trái tim cũng càng rộn ràng. Thoát ra đi thôi, bước đi theo tôi, ta hãy chạy lên nào, đừng ngại ngùng. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng. Hãy đi theo tôi, theo những bước chân to the left, to the right, chẳng cần đúng hay sai. Chạy lên nào, đừng ngại ngùng, bước đi theo tôi, ta vui hết đêm dài. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Thì tốt quá. Duy hào, duy hào. Trời ơi. Wow, wow. Nãy giờ nghe như có cái tiếng gì đó kỳ kỳ, đúng không? À, tưởng như là tiếng mèo kêu hay là chó sủa gì á. Ai ngờ đâu là bờ lên ấy đang hát. Bậy à, hát cái gì mà hát? Cái đó gọi là tạo tiếng ồn gây mất trật tự nơi công cộng. Sài Gòn đã bị ô nhiễm âm thanh lắm rồi, cần mấy người phải góp thêm vô mong nghe. Thôi, mấy bà nói tụi này làm gì? Cái gì mà châu tầm châu mà ngựa tầm ngựa. Ê, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Không cùng đẳng cấp á, nói là nó không hiểu đâu. Ơi, mấy người có rảnh thì đi về ngủ, hoặc là đi làm từ thiện đi. Ở đây đuôi co giúp tụi tôi làm gì? Mình nói ai đuôi co đó con kia? Ý vậy hòa vi quý. Có gì thì mình bình tĩnh nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng một tí, sao phải dùng vũ lực hay là ồn ào như vậy? Không có tốt đâu. Ủa? Nhỏ này là ai vậy? Ở đâu chui ra mà trong quê mùa quá vậy trời? Tụi tôi là thành viên mới của Lan A á. Gì? Thành viên mới á? Miếng nhỏ nhà quê này hả? Đầu còn lúa, chân còn phèn, mà là thành viên mới của bờ lên ấy. Ủa, nhà quê thì sao chứ? Bộ mấy người không có quê hả? Ơi, bớt ăn hiếp tụi nhỏ lại đi.
Bắt nạt. Ủa, bồ muộn trở thành người để tụi tôi bắt nạt dễ lắm. Mà hèn chi á, chị nghe những cái âm thanh kỳ lạ, mà còn ngửi thấy cái mùi gì kỳ lạ nữa. Mùi gì vậy nè? Mùi nhà quê. Thôi đi. Yeah, yeah. Để tôi nói cho mấy người biết, nhà quê tụi tôi á chứ cũng đai xanh giỏ của chị đó nha. Đừng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề như thế, không hay đâu cưng ạ. Có bản lĩnh ý, cuộc tuyển chọn lần này cố gắng mà hơn tụi này đi. Ủa mà chị Nunu ơi, mấy chị gái đó là ai vậy? À, Lovely Girl đó. Ban nhạc những cô nàng đáng yêu, nổi tiếng nhất ở trường luôn đó. Không có đùa được đâu à. Đáng yêu đâu mà đáng yêu, em thấy hung dữ muốn chết à. Ủa mà sao mấy người đó khó chịu mình vậy chị? Tại vì á, crush của chị Ellie, thủ lĩnh bên kia lại là... là anh quân nhà mình đó. Mà anh quân nhà mình á, không có thích làm quản lý bên Lovely Girl. Anh quân chỉ thích làm quản lý bên Plan A thôi à. Plan A má ơi. Ủa mà Plan A là sao chị? Plan A tức là khi mà mình có một kế hoạch nào đó thì mình phải thực hiện ngay, cố gắng thực hiện, hoàn thành ngay ở kế hoạch A luôn, nói không với kế hoạch B. Ừ. Mà thôi, đi gì bớt nói chuyện quá khứ đi. Ừ, lúc nãy mình nghe hình như là họ có tham gia cuộc tuyển chọn. Không biết phải cuộc tuyển chọn Ohio đúng không? Đúng rồi đó. Mà họ cũng là một đối thủ mà tụi mình cần phải dè chừng á. Lớp đi có 5 cô gái. Họ có vũ đạo gọi là đỉnh cao luôn á. Nếp nè, Kaka, Kim, Ngân và thủ lĩnh là Ellie. Họ là những đối thủ mà thực sự rất là tiềm năng, mình phải dè chừng nữa. Ủa, vậy là họ cũng là đối thủ trong cuộc tuyển chọn sắp tới của mình luôn hả chị? Kệ họ đi, họ mạnh, tụi mình cũng mạnh mà, đúng không? Nên là mình cứ quan tâm tới con đường mình đi và tin tưởng của mình thôi. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Đúng rồi, chỉ cần mình vững tin vào chính mình là được rồi. Tụi mình nhất định sẽ thành công. Thành công. Cố lên nha. Stop. Làm đi. Ai dừng lại? Trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về trên lối. Người mang ánh nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai vấp ngã nhưng trên đường thay đổi. Nhìn về anh người chẳng khiến em lè lối. À. Thu đông đều có em chờ.
Ellie, mày còn giận tao chuyện hồi xưa hả? Tao với anh Quân bây giờ... Chuyện ngày xưa với tao không còn quan trọng nữa. Điều tao quan tâm bây giờ là chiến thắng mày trong cuộc tuyển chọn lần này. Dạ em cảm ơn ạ. Anh có thông báo cho tụi em nè. Chính thức trở thành thành viên của Ohio. Cháu vui à? Và còn một thông báo vui nữa. Anh sẽ là quản lý của tụi em. Trời ơi, vậy là bọn mình phải chung nhóm với nhóm đám nhà quê đấy sao? Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới lì. Oh no, cái mua nhà quê của tụi này sẽ bám lên mình. Tao mấy người quá đáng rồi nha. Quá đáng gì? Chung nhóm với mấy người là sự quá đáng với tụi này rồi nghe chưa? Nè, vừa vừa phải thôi chứ. Không thích vừa, rồi làm gì nhau? Giờ muốn đánh nhau hay gì? Em đúng không? Tụi em làm gì vậy? Hả? Anh biết một nhóm nhạc nữ mà có tới 10 thành viên như tụi em thì khó mà tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng mà đó là cái điều mà anh lo lắng nhất và anh chưa bao giờ muốn nó xảy ra với tụi em hết. Tụi em nên nhớ nè. Bây giờ mình đã là người chung một nhà rồi, đã là tập thể với nhau rồi, thì mình phải cố gắng cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên. Anh chưa bao giờ muốn cái điều đó xảy ra với tụi em. Và nếu như tụi em muốn giỏi, việc đầu tiên mà tụi em phải làm là tụi em phải biết yêu thương nhau, giúp nhau phát triển. Tụi em hiểu anh nói gì không? Phiền phức. Chán ghê luôn á. Đã không muốn cãi nhau mà bên kia kiếm chuyện hoài. Ủa mà ở bển là mày ghét mình dữ vậy ta? Tại vì anh Quân nó, chị Ellie ngày xưa thích anh Quân, mà anh Quân ý là ngày xưa lại thích chị Nu, nên là bà ghét lắm. Ôi em đau bụng quá à. Em đi xíu nha, đợi em nha. Trời. Thôi đợi nó xíu. Ai thoải mái quá. Khi em về công ty anh á, em sẽ được tất cả. Ủa? Danh vọng nè. Ai giống chị Ellie vậy ta? Em sẽ trở thành người nổi tiếng, mà... đúng không? Một người Trần Hùng em. Tiêu rồi, sao một chị đi với Trần Hùng vậy? Mà tại sao? Không có cái người nâng đỡ, em không đi đúng hướng, hiểu chưa? Chị Ellie ơi. Chị đừng tin ông ta nha. Ông ta lừa gạt chị á. Còn khốn nạn, mà dám lật lọng ăn cháo đã bát với tao hả? Hôm nay mày không thoát đâu. Tụi bay đâu? Bắt nó cho tao. Chị Anh nè, cứu em. Cứu mày. Mày tới số rồi, hôm nay mày sẽ chết. Tụi bay đâu? Xử nó. Đi ra. Cứu gì ở đây đi? Bình tĩnh nè. Mọi người bình tĩnh nghe vậy đó. Ôi, tụi bay làm cái gì vậy? Để mấy đứa gái hiểm vậy? Tụi nó bắt hết cho tao. Trời ơi.
có đau lắm không hả chị Nu? Nhẹ thôi. Ủa, hết băng keo cá nhân rồi hả chị? Thìm giúp chị xem còn không? Trời ơi. Cảm ơn cho lúc nãy nha. Mà nhớ đi tập đúng giờ nha. Ờ. Tập trung. Anh có thông báo mới cho các em nè. Công ty đã ấn định ngày debut cho nhóm của chúng ta là ngày 13 tháng 12. Các em phải tự sáng tác bài hát. Wow. Sáng tác vậy hả? Ừ. Wow. Nghe thú vị chứ bộ. Rửa lên được chỗ tay phán chứa rồi. Ê. Khoan. Nhưng mà mình sáng tác được cái gì mới được, đúng không? Ta gì? Ta đó về đồ anh. Hay là sáng tác cho tụi mình luôn đi. Những cô gái tài năng sáng tạo, tràn đầy năng lượng. Ê, hay là mình viết về tình yêu đi. Tại vì tình yêu là sẽ dễ đi vào lòng người nhất. Thôi. Nói chung là mình nghĩ là nên sáng tác về tuổi trẻ đi ha. Chắc là mọi người cũng thắc mắc, không biết là để đâu nhà chúng ta sẽ sáng tác về thể loại nhạc gì đấy ta. À, em muốn sáng tác về người mình thích. Ừ. Wow. Em nhỏ nha. Nhỏ là gì có yêu đương. Ê, mà em cũng muốn hát riêng với con trai mà em từng thích. Anh ơi, có biết không, tim em cảm thấy đang rối bời. Bởi là vì anh đó, bởi là vì anh đó. Hay đó. Yeah. Lặp âm kiểu này. Yeah. Đó, tiếp tục nè. Anh ơi, có biết không, tim em cảm thấy đang rối bời. Bởi là vì anh đó, bởi là vì anh đó. Yeah. Đã đến lúc mơ về anh bao nhiêu ngày qua phải kết thúc. Này con nên kết thúc, mơ về anh ngày qua phải kết thúc. Em viết lên một câu chuyện của chúng ta, ngọt ngào và thiết tha, cùng những bức tranh được tô. Bài hát của tụi em á, hay lắm. Yes. Nhưng mà ai sẽ là nam chính cho MV của chúng ta? Ai được ta? Ai mà phải đẹp trai người người đẹp lóng lánh lấp lạnh mình chiều đó nha. Ai được nhỉ? Hay là anh Quân làm nam chính cho bọn em đi. Hợp lý đó chứ. Nhóm tụi mình mới thành lập, tiền đâu mà mời celeb. Anh Quân thì dư sự đẹp trai đúng không mọi người? À, anh thấy không có được đâu. Anh có phải diễn viên đâu mà. Ồ, nhưng mà anh nỡ lòng là từ chối tụi em sao? Không phải. Không phải anh không có muốn giúp đỡ tụi em. Nhưng mà anh là quản lý của tụi em. Mà bây giờ tự nhiên xuất hiện trong MV debut của tụi em lần này á, anh thấy nó không tiện. Không sao, nhưng mà bù lại anh sẽ giới thiệu một bạn nam. Đảm bảo tụi em mà nghe tên quên anh luôn. Ai vậy? Ước gì là anh Minh Khôi thì tốt biết mấy. Ừ, là Minh Khôi đó. Minh Khôi. Là anh đã nói chuyện với cấp trên rồi. VJ Entertainment á, có truyền thống là những bậc đàn anh sẽ giúp đỡ các em. Cho nên Minh Khôi là một bậc đàn anh đã đồng ý xuất hiện trong MV debut của tụi em lần này. Yeah. Và bây giờ chọn Minh Khôi hay chọn anh? Chọn Minh Khôi. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Let's go. Yes. Chào các bạn Ohio, xin cảm ơn các bạn về phần trình diễn vô cùng là xuất sắc vừa rồi. Và mình được biết là Ohio trong tiếng Nhật thì có nghĩa là chào buổi sáng đúng không? Các bạn có thể chia sẻ cho mình được biết là tại sao mình lại chọn cái tên này được không ạ? Đúng như tên gọi thì Ohio chúng em muốn mang đến một làn gió mới tươi trẻ, mang đến niềm vui và nguồn năng lượng tích cực cho khán giả.
Wow, quả là một cái tên rất ý nghĩa đúng không ạ? Vậy thì cho đến ngày hôm nay là cũng một chặng đường dài rồi. Chắc hẳn là các bạn có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các khán giả ở đây. Thì hãy nói cho tất cả mọi người được biết những khó khăn mà các bạn đã gặp phải được không? Dạ, khó khăn thì khi một nhóm nhạc nào thành lập thì chắc chắn cũng phải có những khó khăn rồi. Nếu mà so sánh với các anh chị đi trước thì có thể nó không là một phần nào cả. Vì vậy thì hôm nay em muốn thay mặt cho nhóm, muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khán giả đã từng yêu quý tụi em, những người đã và đang giúp đỡ tụi em hằng ngày. Thật ra em chỉ là một cô gái nhà quê đam mê ca hát. Em không nghĩ là một ngày nào đó mình có thể trở thành ca sĩ và hát cho mọi người nghe. Và hôm nay em chỉ có thể xin hứa là mình sẽ cố gắng hát thật hay để không phụ lòng những người đã ủng hộ bọn em. Xin cảm ơn các bạn Ohio về những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa, xin hãy hướng mắt về màn hình để theo dõi MV Itiabo Mơ Về Anh. Anh ơi, có biết không, tim em cảm thấy đang rối bời. Bởi là vì anh đó, bởi là vì anh đó. Yeah, đã đến lúc mơ về anh bao nhiêu ngày qua phải kết thúc. Ngày qua nên kết thúc, mơ về anh ngày qua phải kết thúc. Em viết lên một câu chuyện của chúng ta ngọt ngào và thiết tha, cùng những bức tranh được tô vẽ thêm màu từ anh. Vây quanh nắng thật tươi sáng, ngân nga thơ bao điệu nhạc chính anh đây gửi cho bằng em mơ. Chờ người đến bên say love me love me không suy nghĩ, là từng ngày nắng khẽ lên rực rỡ vì nụ cười anh ghé qua. Chờ người đến bên say love me love me don't worry, đôi tay chờ anh gần bên sự ấm tim chung nhịp đập, có giấc mơ ta mơ về. Ti amo, ti amo, ti amo, love me love me, ti amo, ti amo,